Ok. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn môn Java. Java 2. Đúng không? Cái này là tìm kiếm. Cái này nó kết hợp cả hai kiến thức là Java Swing. Swing. Cộng với ArrayList ha. Cô tìm ở trên ArrayList ha. Đấy. Tức là ở đây thì các bạn sẽ biết là cái dữ liệu của mình sẽ tăng tạm thời để ở trên ArrayList. Còn cái việc mà lưu trữ ở trên trên file thì nó là một cái module riêng, cho nên các bạn ta không nhắc đến nó. Mà bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm kiếm trên ArrayList ha. Thì dữ liệu nè. Dữ liệu sẽ được lưu ở trên ArrayList. ArrayList. Ok chưa? Đó, cái này thì mình có rồi, thì cô chỉ show lên cho các bạn thôi. Và hiện tại thì cô sẽ tìm kiếm theo cái hai cách. Tức là cách 1 tức là các bạn chỉ tìm trên cái mã sinh viên thôi. À, mã nhân viên. Đó, tìm theo mã nhân viên. Và các bạn có cái G, dùng cái reoption pane để các bạn nhập mã, được chưa? Thì cái cách thứ hai tức là các bạn là tìm kiếm nâng cao. Thì tìm kiếm nâng cao thì các bạn có hai tiêu chí tìm kiếm, nó nằm ở trên cái giao diện này. Một là tìm theo mã nhân viên và hai là tìm theo mã nhân viên và tên nhân viên. Mã nhân viên và tên nhân viên. Đó. Thì nếu như tìm mã, nếu cái tìm theo mã thì các bạn biết là mã thì nó là duy nhất, đúng không ạ? Mã là duy nhất, cho nên khi các bạn tìm theo mã thì nó chỉ trả lại một cái record thôi. Trả về một record thôi. Một dòng dữ liệu thôi, đúng không ạ? Bởi vì là các bạn tìm theo mã là duy nhất rồi. Cho nên là khi tìm kiếm đã theo mã rồi thì người ta ít khi người ta tìm kiếm theo tên nữa, bởi vì là đã trả về một record rồi, mã là chính xác rồi, đúng không? Rồi. Có thể các bạn có thể kết hợp nhiều cái tiêu chí tìm kiếm khác, ví dụ tìm theo tên, ví dụ tìm theo cái mức lương từ khoảng nào đến khoảng nào, rồi rất là nhiều thứ ha các bạn, rất là nhiều. Đó, thậm chí sau này các bạn có thể tìm theo ngày sinh hay là năm sinh nha, ví dụ các bạn nhớ, ví dụ tìm theo email hay là tìm theo địa chỉ, rồi tìm theo nhiều thông tin khác. Thì ở đây cô chỉ giới thiệu các bạn tìm theo hai thông tin thôi, đúng không ạ? Thì trong cái tình huống này thì các bạn lưu ý nè, đã tìm mã, đã biết mã rồi thì các bạn không cần tìm theo tên nữa. Nếu mà tìm theo tên á, thì các bạn lại có thể trả về nhiều record, đúng không? Nhiều cái record. Đó. Đấy, còn anh này thì có thể có hoặc không có, một hoặc không thôi. Còn anh có thể là lớn hơn, tức là trả về số nhiều, đúng không? Đó. Thì các tiêu chí khác thì cô không liệt kê ra đây, nhưng mà để các bạn hiểu là cách các bạn trả về. Vậy thì nếu mà trả về một record á, thì cái này giống cái trên này này, hai này thực chất là nó giống nhau nè. Chỉ khác là các bạn nhập ở cái này trên cái option pane, còn cái này là các bạn nhập trên cái text field thôi, các bạn nhập trên cái text field. Đấy là cái này các bạn nhấn một cái nút file xong các bạn nhập cái option pane là giống như đề bài, đúng không? Đấy. Vậy thì trả về nhiều này thì là sao? Khi trả về nhiều như vậy thì các bạn sẽ đổ lại cái dữ liệu hoặc là select nhiều cái dữ liệu, đúng không ạ? Thì cái này thì tôi sẽ nói sau. Ok. Cô sẽ hướng dẫn các bạn tìm hai cách ha. Vậy bây giờ mình sẽ rơi cách làm cách thứ nhất trước. Cách thứ nhất trước. Ok chưa? Thì các bạn cái chức năng của ta sẽ làm như sau ha. Cô sẽ liệt kê các bước. Các bạn để ý cách cô làm ha. Nếu cô để mà ví dụ các bước này thì các bạn hiểu nó giống như kiểu cái thuật toán với đó, như giải thuật đó. Tức là giải thuật thực ra là các bạn phải liệt kê các bước các bạn cần làm đã. Các bạn cần phải làm gì đã, các bạn biết các bạn làm gì thì sau đấy các bạn làm sẽ rất là dễ, đúng không? Vậy thì bước 1 nè. Thì cô phải tạo một cái reoption pane, đúng không? Tạo reoption pane. Và các bạn nhập cái mã, đúng không? Nhập mã xong các bạn đương nhiên gán cho một cái biến, gán cho một biến
Ok. Đó là bước 1. Các bạn nhập mã xong gán cho một cái biến. Biến này sẽ lưu trữ cái mã. Đúng không ạ? Nhận cái mã. Rồi. Ok. Rồi bước 2. Các bạn phải duyệt toàn bộ cái danh sách. Đúng không? Giả sử cái này cô cho nó là một cái danh sách nhân viên chẳng hạn. Đó. Thì các bạn phải dùng vòng lặp để các bạn duyệt toàn bộ. Dùng vòng lặp. Các bạn duyệt toàn bộ cái danh sách nhân viên. Ok. Đây. Sau đó các bạn mới kiểm tra. À, các bạn dùng câu lệnh if. Nếu mà danh sách nhân viên lấy từng cái item á, mỗi nếu mà mỗi cái nhân viên á, nhân viên cái item nhân viên mà có mã trùng với mã nhập vào từ option pane, trùng với mã nhập vào từ option pane, đúng không? À thì nếu thì nhá, thì các bạn sẽ thông báo là tìm thấy, đúng không? Tìm thấy và đồng thời các bạn thoát khỏi vòng lặp luôn. À, vậy là các bạn dùng vòng lặp for để duyệt nè, đúng không? Nếu mà mỗi item của nó mà có mã trùng với cái mã mà nhập vào thì thông báo tìm thấy và thoát luôn, đúng không ạ? Thoát luôn. Vì sao thoát luôn ạ? À? Đơn giản là nó chỉ có một giá trị thôi. Tìm mã theo mã nhân viên thì cái này chỉ trả về một giá trị thôi, trả về một cái record thôi, đúng không? Đó, đúng chưa? Trả về một cái record thôi. Trả về một record thì thấy rồi, tôi thoát luôn, tôi không cần tìm tiếp theo, tại vì không đã là mã thì không có trùng nữa, đúng không các bạn? Ok, vậy rồi, vậy khi thoát khỏi thì sao? Khi thoát khỏi vòng lặp thì các bạn kiểm tra nè. Để ra khỏi vòng lặp rồi nhá. Vậy thoát khỏi vòng lặp các bạn kiểm tra, nếu mà tìm thấy thì các bạn phải báo, à thông báo đã tìm thấy. Còn ngược lại nếu không tìm thấy, ngược lại không tìm thấy thì thông báo là thông báo không tìm thấy, không có, đúng không? Vậy là các bạn được cái thứ nhất, nghĩa là các bạn nhập mã sau để dùng vòng lặp duyệt nếu tìm thấy. Tại sao cái này cô để ngoài? Tại vì khi các bạn tìm thấy xong, các bạn sẽ bật một cái, các bạn phải phải đánh dấu là đã tìm thấy và trả về cái vị trí và thoát khỏi vòng lặp. Còn anh này đây nè, tìm thấy thì phải trả về cái vị trí nè, đây đấy, tìm nếu tìm thấy thì phải trả về cái vị trí, trả về vị trí về cái index á ha, vị trí tìm thấy, tìm được, đúng không? Sau đấy thoát khỏi vòng lặp luôn, đúng không ạ? Còn nếu như không tìm thấy, rồi khi thoát khỏi vòng lặp rồi thì nó sẽ có tình huống này xảy ra các bạn ạ. À, vậy nếu không tìm thấy thì sao? Không tìm thấy thì nó không thoát, nó sẽ lặp hết, đúng không ạ? Nó sẽ lặp hết, lặp hết rồi ra khỏi vòng lặp thì các bạn mới bắt đầu, các bạn mới bật thông báo nè. Cái này ở ngoài vòng lặp nè, các bạn thông báo nếu tìm thấy có nghĩa là gì? Có vị trí, đúng không? Có vị trí nghĩa là đầu tiên, trước tiên là cô sẽ tạo một cái biến vị trí, đúng không? Đây, đầu tiên là cô sẽ tạo một cái biến là, ví dụ các bạn tạo cái biến là vị trí, các bạn gán bằng trừ trừ một. À, cái này vị trí các bạn gán bằng trừ một để làm gì? Tức là khi các bạn có danh sách này nè, thì vị trí tức là một cái danh sách thì bắt đầu cái index của nó là từ 0 đến n trừ 1, đúng không? Thì có nghĩa là nếu nếu như vị trí bằng trừ 1, tức là nó nhỏ hơn 0, trừ 1 hay trừ 2 tùy các bạn nhá, gán bằng bao nhiêu cũng được. À, nhưng mà để tôi đánh dấu là nếu như giá trị âm thì có nghĩa là nó không có tìm thấy.
nó không phải là chỉ số của cái danh sách này, tại vì chỉ số của danh sách này lớn hơn bằng không mà, đúng không? Vậy thì cái này tôi đánh dấu cái này là, à, không phải chỉ số, không phải là phần tử của mạng, phần tử của danh sách, đúng không? Index bằng trừ 1 thì không có nghĩa gì cả. Index phải từ 0 đến n trừ 1 cơ mới được. Đến phân tử cuối cùng, đúng không? Nó phải lớn hơn bằng 0. Vậy thì cô đã có một cái chủ đích ở đây nè, tôi gán cái vị trí bằng trừ 1 ở đây để tôi đánh dấu rằng khi nếu như cái vị trí này vẫn vẫn là trừ 1 thì nó không có phân tử nào cả. Tôi không tìm thấy. Còn nếu như tìm thấy, tôi duyệt vòng lặp mà tôi tìm thấy, tôi gán cái vị trí này tìm được thì có phải là vị trí có phải bằng y không? Thì vị trí này nó nếu tìm được nó phải lớn hơn bằng không, đúng không ạ? Thì vậy ở đây mình sẽ thông báo là nếu tìm thấy thì sao? Nếu tìm thấy có nghĩa là vị trí phải lớn hơn hoặc bằng bằng không. Còn cái này ngược lại nó phải nhỏ hơn không, đúng không ạ? À, vậy thì cái vị trí này của cô nè sẽ là cái mấu chốt để đánh dấu rằng à, cái này có tìm thấy không, đúng không ạ? Đó là tôi đã xong cái bước là tìm có hay không có. Nếu có thì trả về vị trí, còn nếu không có thì thông báo là không có, đúng không? Và vị trí đương nhiên nó sẽ là bằng trừ 1, đúng không ạ? Rồi, đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai tôi tìm. Bước thứ ba tôi cần xử lý cái gì? À, nếu tìm thấy thì tôi sẽ select cái dữ liệu ở đây nè các bạn. À, nếu nó tìm thấy, đây tôi run lên các bạn coi ha. Run file. Nếu tìm thấy thì tôi phải select nó ra. Để các bạn nhìn nè. Nếu có tìm thấy thì tôi phải, vì tôi tìm thấy số 3, tôi phải select cái số 3 vào đây. Đồng ý với cô không? Tôi select. Nếu tôi tìm thấy số 2 thì nó phải select số 2 ở đây. Đúng không ạ? Nó chọn số 2 ở đây. Ok. À, và đồng thời nó fill dữ liệu vào đây các bạn luôn. Fill dữ liệu trên này luôn. Đây. Vậy mình sẽ có hai chức năng. Đúng không? À, vậy nếu tìm thấy rồi. Đây. Các bạn để ý nhá, nếu tìm thấy. Không tìm thấy thì không báo thì đương nhiên rồi. À, còn ở đây các bạn xử lý thêm cô một cái bước nữa là nếu tìm thấy. Nếu tìm thấy. Được chưa? Là mình viết code ở trong này nè. Thì các bạn sẽ tức là chọn chọn dòng chọn query call trong select query call trong cái table gtable, đúng không? Và đồng thời các bạn làm thêm cái nữa là fill dữ liệu lên form, lên cái form đấy, cái dữ liệu lên form là dữ liệu này đây, form của mình đây. Còn cái này là retable đấy, mình select retable và dữ liệu nó fill lên form. Đấy, nó đang bị đơ cái gì nè. Được chưa? Đó. Ok. Nhảy, nó nhảy hơi chậm á, đó, nó nhảy, được chưa? Nó nhảy nè, số 3, số 4, số 1. Ok chưa? Đó, thì đó là các công việc các bạn giữ làm là xong. Đã báo thì thông tin. Vậy, cái việc tìm kiếm nó sẽ gồm các bước như này thôi. Nha, nhìn rõ ràng nè. Đầu tiên là tôi phải nhấn click chuột vào cái nút tìm kiếm. Sau đó nó sẽ gán cái dữ liệu cho cái mã này. À, đồng thời sau đó tôi phải dùng vòng lặp, tôi duyệt toàn bộ dữ liệu. Nếu mà nó tìm thấy thì gán lại giá trị này về cái y vị trí tìm thấy. Còn nếu không tìm thấy thì tức là gán dữ liệu xong đồng thời thoát luôn nha. Đây. Còn sau khi ra khỏi vòng lặp nhớ nè, cái việc này là phải làm ra khỏi vòng lặp. Làm trong vòng lặp là bị sai. Thoát khỏi vòng lặp rồi thì tôi kiểm tra nếu vị trí lớn không chứng tỏ là tìm thấy. Đúng không ạ? À, và tôi giữ lại cái vị trí này này, vị trí này nó quan trọng lắm. Còn nếu như cái vị trí mà nhỏ hơn không tức là nghĩa là không tìm thấy. Được chưa? Không không tìm thấy thông báo là xong. Còn đến một cái bước nữa, nếu tìm thấy thì sao? Nếu tìm thấy thì tôi phải select cái record trong cái retable và đồng thời là tôi dữ liệu fill dữ liệu lên form. Đấy. Các bạn đã hiểu chỗ này chưa? Đó, mình phải phải rõ ra là mình cần làm cái gì trước khi các bạn code nha, chưa cần các bạn code vội. Bây giờ các bạn nhìn cách cô code nha. Đây, cô code nè. Cô gom gom cái này lại xíu ha. Đây.
Ok. Rồi gom cái này lại, mình cốt hàng. Mình kéo anh này qua đây. Đây. Cả hai bên cốt đúng không? Ok, gom anh này lại đi. Được chưa? Đó. Rồi. Bây giờ đầu tiên thì cô sẽ phải xử lý cái chỗ này. Đúng không? Xử lý chỗ này là cô thêm cái button file vào đây. Bây giờ cô copy anh này thôi. Cái này cô mở ra xíu. Cô copy anh file vào đây. Cô để vào cái nút này, tạm thời để vào nút này. Thế không? Các bạn thấy là khi các bạn sửa lại giao diện thì các bạn phải sửa lại xíu chỗ này, không sao hết nha. Đó. Sửa lại xíu chỗ này. Ok. Trời ơi. Nó đầy đầy dã man không? Kéo lên. Ok. Rồi, không sao hết. Rồi bây giờ cái này nè, các bạn lưu ý phải đặt tên hang. Đấy, đặt tên. Bật bơ button tìm kiếm file. File by ID. Mã cũng được, mà tôi để by ID đi ha. Cho nó vui, còn cái này là file bình thường thôi. Cái này là button file. Cái này là file advanced đó các bạn. Đó, còn cái này là file by ID nè. Rồi, bây giờ cô sẽ click đúp vào đây ha. Ok. Đấy. Button file đây. Thì cô sẽ gọi đến hàm tìm kiếm. Thì ở trên này bữa trước cô đã gõ được cái hàm rồi. Cái hàm tìm kiếm rồi hen. Cô gõ thôi, mới gõ tên thôi chứ tìm ha. Đây, F file nè đúng không? Cô gọi tới nó nè các bạn. Kéo xuống đây. Đấy, cái này đây file by ID nè. Đúng không? Gọi xuống. Ok. F file. À, cô tính là F file by ID đi. By ID. By ID, ok. Đồng ý, cô viết thêm anh này nhá. Cô viết vào đây thôi. Cô viết code thường thì cô sẽ viết riêng ra cái các cái hàm. Cô viết thêm một hàm nữa thôi các bạn, private void file by ID. À, ok. Đấy. Không có lỗi hen. Rồi bây giờ cô gom nó lại nè. Rồi các bạn nhìn nè. Rồi, file by ID thì bây giờ các bạn làm gì? Khi các bạn nhấn vào cái button file by ID thì nó sẽ bật ra một cái option pane đúng không? Và các bạn gán cho nó vào cái mã. Thì bây giờ ta xem nhân viên của ta nhá. Nhân viên của ta mã đang để kiểu gì đã ha. À, đây, model nhân viên. Nhân viên thì mã cô đang để là string. Cho nên chỗ này các bạn để string. Đồng ý không ạ? Vậy thì ta sẽ có là một gắn cái biến string mã gắn bằng cái này bạn nào đặt dùng đọc dùng cô nhỉ? G option pane gì nhỉ? Option option pane gì nữa ạ? Chấm gì các bạn? Show Trong gì? sau Show gì? sau À. sau Đúng rồi. Show input dialog đúng không? Đó, các bạn thấy input dialog nó đủ thứ này, nó hay không? Message rồi cái parent component cái nào cũng được ha. Cái này các bạn để cô là div đúng không? À, là chính nó, còn cái này message là gì đấy ạ? À, nhập mã. Đúng không? Nhập nhập mã. Ok. Nhân viên. Thấy chưa? Đó. À, thiếu cái dấu chấm phẩy thôi ha. Chấm phẩy. Ok. Đơn giản. Rồi, các bạn nhìn rõ không ạ? Code các bạn nhìn rõ không? Ok. Dạ rồi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ nè. À, mình bước sang bước thứ đã xong bước thứ nhất ha. Rồi bước thứ hai nè. Các bạn bước thứ hai nè. Dùng vùng lặp để duyệt toàn bộ cái mảng. Đây, cái array nhân viên là mình cố đang để list đúng không? Cố đang để list danh sách. List đúng không ạ? À, thì cô để cái list ở đây. For. Cô dùng vùng là for, các bạn dùng là for cũng được, for in cũng được ha.
Và why cũng được, cái gì cũng được. Nhưng trong tình huống này cô dùng vùng là for, bởi vì các bạn đã biết trước số phân tử của mảng rồi. For integer y, biến chạy từ 0 tới kích thước của danh sách, tức là list chấm hàm gì các bạn nhỉ? Sai. Sai. Đúng rồi, đúng rồi. Và đương nhiên cái này là sẽ là y cộng cộng ha. Đó. Rồi. Bây giờ cô duyệt vùng là for thì sao? À. Y nhỏ hơn cô đây, y nhỏ hơn cô viết nó hơi thiếu ha. Đó. Rồi, bây giờ cô tìm nha các bạn. Đầu tiên là cô sẽ lấy từng phân tử của cái danh sách này. Thì cô sẽ làm từng bước ha. Các bạn nhìn nào. Cô tách nhỏ ra ha. Đầu tiên là cô lấy mỗi phần tử, tại vì cái này cả danh sách thì có nhiều phần tử, thì cô lấy từng phần tử ra nhé các bạn nhìn nào. Mỗi phần tử là một object ha, một object nhân viên. Nhân viên. À, nv gán bằng list chấm get y đúng không các bạn? Đó, list chấm get y là cô lấy được một phần tử theo cái chỉ số y. Y bằng 0 thì cô lấy phần tử đầu tiên, y bằng 1 thì cô lấy phần tử thứ hai, cứ như thế tiếp tục đúng không ạ? Thì cô sẽ tách ra, các bạn nhìn cho rõ ha. Rồi. Mỗi object như này các bạn nhìn nhá, mỗi cái object như này thì nó có nhiều cái cái field, cái trường dữ liệu nè. Thì bây giờ cô cần so sánh cái mã thì cô phải lấy là nhân viên chấm mã. Đồng ý không? Thấy không ạ? Đây, bây giờ cô mới kiểm tra nè. Nếu nv chấm mã, tức là mỗi cái item của nó là cái này có get mã đúng không? Get mã. Đúng chưa? Get mã là cái hàm để lấy ra mã, tại vì là cái hiện tại cái này của cô là đang để private mà. Thì để lấy mã thì cô dùng cái hàm get mã để cô lấy ra ha. Nếu cái này bởi vì nó là chuỗi cho nên cô không thể so sánh bằng cái phương thức bằng bằng được các bạn ha. Cô dùng bằng bằng không có được, tại vì cái này là chuỗi. Chuỗi thì ta phải dùng cái hàm so sánh. Hàm so sánh thì ta có hai hàm. Đó là hàm equal. Equal và equal ignore case. Equal có nghĩa là so sánh bằng và chính xác luôn. Còn equal ignore case cũng so sánh bằng nhưng nó phân biệt, không phân biệt chữ hoa chữ thường. Cái chữ ignore ta bỏ qua. Ignore là bỏ qua ha. Bỏ qua cái case là chữ hoa chữ thường nhé. Cho nên là nếu các bạn mà không cần phân biệt chữ hoa chữ thường thì các bạn dùng cái hàm là equal ignore case. Còn nếu mà để equal thì nó so sánh chính xác luôn. Tức là chữ hoa, chữ thường là chữ thường. Thì ở đây cô sẽ dùng cái equal ignore case, cái mã. Tại vì đôi khi người ta nhầm mà nhập cái gì đó nhầm chữ hoa chữ thường thì không sao hết. Đúng không ạ? Và cô so sánh với cái biến mã các bạn mới nhập vào này, các bạn thấy không? So sánh với biến mã nè. Đấy. Nghe nhá, cô duyệt từng nhân viên một, đúng không? Mỗi phần tử y này cô sẽ lấy ra từng nhân viên một nè. Theo cái chỉ số y nè, index nè, y nè. Và cô so sánh mỗi nhân viên như vậy, cô lấy cái mã của họ, tôi so sánh với cái mã cô nhập vào. Nếu nó bằng thì sao? À, khi nãy là tôi nói có cái vị trí đấy đúng không? À, cái biến vị trí đầu tiên cô gán bằng -1 trước, đúng không ạ? Integer vị trí cô gán bằng -1 trước. Được chưa? Đó. Thì nếu như tại vị trí y này mà nó bằng thiệt, tại vị trí y này nó bằng thì cô mới gán lại vị trí sẽ gán bằng y. Các bạn đồng ý với cô không? Thấy không ạ? Nếu mà tìm thấy, nếu nó bằng thiệt thì tôi lấy cái vị trí gán bằng y luôn, tại vì vị trí y này là tôi tìm thấy mà. Gán xong tôi thoát ra ngoài luôn các bạn. Break nè, thoát khỏi vòng lặp nè, là dùng câu lệnh break, thoát khỏi vòng lặp luôn. Còn nếu không tìm thấy thì sao? Cái này là tìm thấy nhá. Còn không tìm thấy thì sao? Không tìm thấy thì nó lại lặp tiếp. Nó tăng y lên 1, nó lặp tiếp. Nó lại so sánh, nó lặp tiếp, nó so sánh. Và nếu như duyệt hết cả vòng lặp này không tìm thấy thì vị trí vẫn bằng -1 các bạn nhé. Nó không bị thay đổi. Đúng không? Nếu như cô duyệt hết vòng lặp mà không tìm thấy, có nghĩa là cái phép gán này nó không được thực hiện. Nó không được thực hiện thì có phải vị trí của chúng ta vẫn bằng -1 không? Đồng ý không ạ? Vậy thì sau vòng lặp tôi sẽ kiểm tra rất đơn giản thôi. Nếu cái vị trí mà vẫn bằng -1 có nghĩa là nhỏ hơn 0 nha. Cô không so sánh bằng bằng. Đấy, nhiều bạn này, cô ơi tại sao cô không so sánh cái bằng bằng -1? Như này là không tìm thấy đúng không? À, nhưng cô sẽ không làm thế này.
Tại vì cô so sánh không bằng 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 trừ 1 thì bây giờ cái trường hợp mà lớn bằng 0 thì tôi phải so sánh sao? Đúng không? Nó hơi khó đúng không ạ? Ok. Được chưa? Vậy thì chỗ này cô sẽ để nhỏ hơn 0. Đấy. Khác nhau nha. Cô sẽ không so sánh chính xác đâu. Tại vì ngoài trừ 1 nó còn cả cách trừ 2, trừ 3 thì sao? Đúng không? À, thì bây giờ cô sẽ làm là nếu vị trí mà nhỏ hơn 0 thì chắc chắn là không tìm thấy rồi. Còn ngược lại thì sẽ tìm thấy. Tức là lớn hơn hoặc bằng 0 thì sẽ tìm thấy. Đây là cái này các bạn à. Nếu lớn bằng 0 thì đã tìm thấy, còn ngược lại thì không tìm thấy. Thì cái này tôi viết là nhỏ hơn 0 thì cái này là không tìm thấy. Không tìm thấy, đúng không? Đấy, còn ngược lại thì tìm thấy. Còn nếu như bạn nào mà không biết thế này thì các bạn ghi là lớn hơn hoặc bằng không, đúng không? Ok, vậy thôi, là cái này có tìm thấy, được chưa? Đấy, xong. Hiểu không ạ? Rồi, bây giờ nếu không tìm thấy thì dễ rồi. Nếu không tìm thấy thì các bạn dùng cái G option pane. Option pane. Ok. Đấy, cái G option pane này các bạn chấm show message đúng không? Cái này thì làm nhiều rồi ha. Show message dialog. Đấy, edit. Còn cái này để cho cô là không tìm thấy mã sinh viên, không tìm thấy nhân viên có mã 2 chấm. Rồi cộng cái mã này vào thôi là xong. Đúng không ạ? Rồi. À, còn nếu tìm thấy thì các bạn một là hoặc là các bạn bật thông báo, còn không bật thông báo thì các bạn thực hiện chức năng luôn. Nhưng bây giờ cô test cái phần này trước. Cô test cái phần bật thông báo này các bạn trước để xong cái module 1 đúng không? Đây. Ok. Được chưa? Viết ngắn gọn để phân biệt anh này thôi. Được chưa? Đó. Bây giờ cô chạy nhá. Cô chạy các bạn coi nè. Hai chức năng cái bước 3 này chưa làm cho các bạn nhá. Mình chỉ mới làm cái bước bước 1 thôi, bước 1 bước 2 thôi để mình kiểm tra xem tìm thấy hay không thôi. Bây giờ cô run cái anh này. Đấy. Bây giờ cô nhấn nút file. Cái này cô để cửa số 5 không có đúng không? Số 5 ok. Vào không tìm thấy nhân viên có mã 5. Đúng không? Bây giờ cô tìm cái mã 1 coi, file. À ok 1 đúng không? Đấy cô tìm. Oh no 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 no. Rồi cô tìm cái mã 3 cái. Ok, mã 3 có, đúng không ạ? Đấy còn những cái khác không có. À, vậy là tìm kiếm đã xong. Bây giờ mình cần làm hai cái bước này thôi. Mình select vào đây và fill vào đây đúng không? À. Rồi, thì cái bước select thì ta viết vào đây. Các bạn để ý là mình sẽ nếu tìm thấy đương nhiên mình sẽ có cái vị trí đúng các bạn. Thì mình dùng cái table. Table nhân viên chấm set row, cái này bữa trước mình làm rồi nè. Selection interval đúng không? Cái này các bạn để là vị trí và cái này cũng vị trí, tức là cái set row này nó cho các bạn chọn được nhiều nhiều dòng, nhưng các bạn chỉ cần một dòng thì từ vị trí này đến vị trí kia thì các bạn lấy là hai này bằng nhau thì nó chọn một vị trí thôi. Rồi là dòng tiếp theo này là chọn record trong retable, xong chạy thử nhá, test thử các bạn coi. À, nếu mình tìm thấy cái số 3. Ok. Ok, đó, select vào cái ID đúng cái vị trí số 3. Để đúng cái ID bằng 3 đúng không? Thấy chưa ạ? Đó. Ok. Đây, nếu các bạn tìm thấy số 1. Đây, ID nha, cái số 1 không phải vị trí, cái này là ID ha, cô đừng để ID bằng 1 này. Thì nó select vào 1, ok. Đó. Thì sau để các bạn bây giờ bước thứ hai là fill dữ liệu lên form. Fill dữ liệu lên form thì mình có rồi ha. Hình như là mình có rồi. Fill to form. Hình như mình có rồi. Mình có thì mình dùng thôi. First last. View row to form nè. Thấy không? Đó. Thì trong cái view row to form này thì cô các bạn nhìn nè. Thì các bạn thấy là sẽ có cái current index đúng không? Đó, cái current index. Ok. Thì bây giờ mình set cái current index này nè.
là bằng vị trí và chọn cái view row to form là xong, đúng không? Đây. Ok, vậy thì mình qua cái hàm file file by id đây, mình gọi tới cái view row to form. À, xong nhưng mà trước đó thì các bạn phải add cái current index gắn bằng đúng cái vị trí thôi. Được chưa? Tại vì sao? Tại vì trong view row to form này nè, thì view dựa vào current index này. Vậy là xong, đúng không? Bây giờ run nha. Toàn những cái các bạn có sẵn rồi các bạn dùng lại thôi. File. Đấy các bạn có số 4 đi ha. Anh ai đi bằng 4 nè. Đó, các bạn ok cái. Đó. Xong chưa? Ok, ra chưa ạ? Tìm nè. Các bạn thấy nó dễ dàng không? Hai nè. Ok. Tìm số 2. Đó. Được chưa? Hoặc là khi select này thì các bạn gọi đến một cái sự kiện nữa, sự kiện click thì nó cũng ra. Gọi là sự kiện selection nó cũng ra. Khi này cô bấm nè. Click nè. Click nè, đúng không? Thì khi các bạn chọn select rồi các bạn chọn gọi sự kiện click này nó cũng ra. Nhiều cách lắm mà mình làm cách này nó đơn giản thôi ha. Đấy. À thì còn một cái nữa là nếu không tìm thấy thì sao? Số 5. Không tìm thấy thì các bạn có thể release cái này đi. Các bạn clear hết anh này đi và release anh này đi. Đó, nhưng mà không cần thiết cũng được, nó bảo không tìm thấy là các bạn đã đạt rồi. Được chưa? À thì cô vừa đã demo xong các bạn cách tìm mã nhân viên. Các bạn thấy nó rất đơn giản ha. Vậy cô nhắc lại nào. Vậy thì cái này là sao? Cái file này nhá. File. Đâu rồi? Chạy đâu rồi? Cô tìm đây. File by ID nè. Ok. File file by ID nhé các bạn. À, thì nó sẽ có cái gì? Đầu tiên là các bước này là các bạn phải làm. Đúng không? Bước 1 gắn mã, bước 2 để dùng vùng lặp để kiểm tra. Các bạn phải làm. Riêng cái bước mà chọn record nó có một dòng. Đúng không? Và bước nữa là bước để fill dữ liệu lên form, cái hàm này có sẵn rồi. Kia này có sẵn rồi. À, cái này có sẵn rồi. Có sẵn rồi thì các bạn để ý là các bạn không phải làm nữa. Đúng không? Không phải làm nữa, chỉ cần gọi ra thôi. Cái hay của việc các bạn chia nhỏ các cái hàm là vậy đó, các bạn có thể tái sử dụng cái hàm này. Đó, có sẵn rồi. Ok. Rồi, tạm thời cô sẽ dừng cái này ở đây nhé. Cô chia nhỏ ra.